đó. Đây chú nhận cơm xong rồi mà có mấy cái vỏ chai này, chú lại ra chú lượm. Đấy các bạn thấy là ngay trong cái đoàn đi lãnh cơm đấy thì có nhiều ông bà cô chú mà lớn tuổi. Kia còn cái nữa chú kìa. Kia cái vỏ chai kìa chú kìa. Đây này. Rồi chú. Đây chú sẽ đổ nước ra. Đổ nước ra thì lấy những cái vỏ chai này mang đi rồi. Chú năm nay được nhiêu tuổi rồi? 75. 75. À. Cái này bán được 6.000 ký. 6.000 một ký. Thế một ngày rồi đi nhặt được mấy ký chú? Đủ ăn thôi. Đủ ăn thôi. Một ngày kiếm được 25-30. À, ngày kiếm được 25-30. Chừng nào trời mưa thì kiếm được 25-20. Không có trời mưa kiếm được. Thay vì mình đi ít lắm. Vâng. Không có sức chạy gì. Vâng. Tại tàn tàn chứ. Vâng. Rồi hôm nay chú lấy cơm chưa? Bây giờ đó. Lấy này ăn được một ngày không chú? Có, còn chỗ khác mình lấy tiếp. À, lại đi chỗ khác lấy tiếp luôn. Ô huyện, thí dụ đó. À. Ô huyện. Vâng. Lữ gia gì á. À. Cũng có. Lữ gia là phải mua đúng không? 2.000 à? Đúng rồi, Ô huyện cũng 2.000. À, Ngô Quyền 2.000. Ờ, có mỗi đây là miễn phí rồi đúng không? Còn cái chỗ đó là... Trần Hưng Đạo. À. Thẳng tới hết đường đi cái chùa Thiên Chúa. Vâng. Không có tiền. Vâng. Nhưng mà cũng cho một phần. À. Nhưng ở đây là chưa giờ lấy tiền cả. Ở chỗ phát ở đây này là chưa giờ lấy tiền. À, ở đây có tiền không biết rồi. Không, ở đây là không có bao giờ bán cho ai hết đấy. Đều phát miễn phí. Không có, đúng rồi. Phát tiền thì có, cho con thì không có. Vâng. Tiền. Ở Sài Gòn chỉ có mỗi chỗ này là phát là không bao giờ lấy tiền của ai hết. Còn nhiều chỗ là bán 2.000 đúng không? Đúng rồi. Dạ. Cái đó là của 2.000. Dạ, 2.000. Dạ. Vâng. Còn Thiên Chúa cũng không có tiền. Vâng. Thiên Chúa cho những đạo túc hết từng đi. Nhưng mà ở chỗ nào phát nhiều nhất chú? Nó có một phần à. Không, ý là ở đâu mà phát mà hậu hĩnh nhất, cho tiền nhiều mà phát đều ngày nào cũng có. Phát con thì con mà không có tiền nữa. À. Không có tiền. Dạ. Tiền ít lắm. Vâng. Chỉ có ở đây thôi. Chỉ có ở đây là nhất đúng không? Rồi, con cảm ơn chú nhá. Dạ. Dạ, dạ. Chỗ đó là còn là con mà cho con cũng có mà 2.000 cũng có. Vâng, vâng. Bình thường là cho cũng vậy mà 2.000 cũng vậy, cũng làm thoải mái luôn. Vâng. Ủa chú không có lương hưu à? Không có lương à chú? Tôi làm việc ngoài đường mà. À, làm được ngoài đường không có lương. Đó, hồi xưa tới giờ là làm ở ngoài đường không. À. Dạ. Ở trước còn thanh niên thì xách chiếc xe ông ta đi chở hàng. Dạ. Cứu cho người ta chở hàng. Vâng. Chở hàng mấy cái tập quá, thí dụ. Vâng. Giữa lớp 1 thí dụ. Giờ lớn tuổi không làm được đúng không chú? Dạ. Vâng. Đạp xe đạp lụng cái này. Dạ. Rồi con cảm ơn. Dạ. Rồi, chúc chú ngon miệng nhá. Con cải làm cũng ngon à. Dạ, ngày nào cũng ngon à. Dạ, vâng. Cứ miễn phí là ngon rồi. Dạ. Ra ngày nào cũng ngon. Vâng, ngày nào cũng ngon. Bọn con đây đổi món liên tục mà. Rồi, cảm ơn bạn nha. Rồi, chào chú ạ. Tuấn Dương xin kính chào quý khán giả của kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Rất vui được đến với quý cô chú anh chị trong một video clip vào sáng 16 tháng 2 năm 2023. À, bây giờ là khoảng gần 10 giờ sáng thì Tuấn Dương đang có mặt ở bếp cơm cô Tư, cổng số 6, bệnh viện Chợ Rẫy. À, đây là những cái phần thức ăn đã được chuẩn bị sẵn. Đây là thịt heo kho tiêu. À, vẫn còn đang nóng nhé, sờ vào cái nóng dễ nảy tay luôn. Cơm thì cũng vẫn còn nóng. Nhiều người nói là tại sao mà không đóng hộp sẵn ấy. Thì đóng hộp sẵn nó sẽ có những cái là, thứ nhất là đồ ăn nó không có còn nóng, vì mình phải làm từ rất là sớm mới kịp cho cái số lượng khoảng 400-500 phần. Cái điều kế tiếp á, là
hiện nay trong bệnh viện thì là quy định không có sử dụng những các cái đồ xài một lần tạo ra rác thải, vừa gây ô nhiễm môi trường cũng lại gây tốn kém. Cái thứ ba nữa là khi mình đóng vào những cái hộp sẵn đó, thì các cô chú, một số cô chú mà ở ngoài đường lang thang cơ nhỡ đó, xếp hàng nhận nhiều lần, rồi sau đó thì lấy cái hộp cơm đó, ví dụ như hộp cơm của mình trị giá là 30 ngàn, thì mang tới trước cổng bệnh viện và bán lại cho những người khác chừng khoảng 15-20 ngàn thôi để kiếm lời, thì mình không làm cái việc đó. Cái nữa là ví dụ như khi mình phát như này, có những người nói là tôi không ăn được thịt heo, tôi không lấy thịt heo, thì người ta không có bỏ phí. Hoặc có người thì xin thêm cơm, có người thì bảo là tôi có cơm rồi, tôi chỉ xin đồ ăn này thôi, thì mình có thể điều chỉnh được. Đó là những cái lý do mà tụi mình không có phát hộp. Một cái nguyên nhân nữa đó là khi làm như thế này nó sẽ nhanh hơn là đóng vào hộp, mà nhìn thì trông nó đẹp hơn, mọi người thì biết là phát cái gì. Vì nhiều mạnh thường quân mà, hoặc là có nhiều mạnh thường quân thì không nói gì cả, nhưng mà nhiều người nói rằng là ủa, đóng cái hộp thì tôi đâu biết phát cái gì đâu. Thì xin chia sẻ như vậy để các cô chú anh chị chúng ta được biết. Và hôm nay đó thì sẽ có phát thêm một cái món này là món cam sành. Thì hiện nay là hiện nay ở Việt Nam mình là cam đang ế, không có bán được, thì thường giá nó sẽ rẻ, nên là mua thêm những cái phần cam này để cho cô chú anh chị mình uống nước. Đây là cam sành nha các bạn. Cam sành cũng rất là ngon. Cái này thì mình uống nước. Thường là kinh nghiệm, nếu mà chọn cái quả thì vỏ nó mỏng và nó hơi bóng một chút thì là nó sẽ nhiều nước. Nhưng mà tuy nhiên cô bác anh chị cũng thông cảm, bởi vì đây là giải cứu nông dân. Thì cái cam không phải cái trái nào nó cũng được xanh và để lâu như vậy. Nó hơi vàng vàng một chút do là năm nay là cam bị dội chợ và ế. Thì mỗi người sẽ nhận một trái cam, còn nếu mà dư thì sẽ tặng tiếp. Kế tiếp đây các bạn là mình sẽ phát thêm là bánh mì, nước suối, chuối. Thì cái bữa cơm ngày hôm nay đó của sư cô Quảng Như ở Thụy Điển có ủng hộ là 4.550.000. Phật tử Quảng Tâm ở Thụy Điển ủng hộ là 10 triệu. Cô Trần Châu Anh Thư chuyển khoản 4 triệu để nấu trong cái ngày hôm nay là ngày 16 tháng 2 năm 2023. Rồi mời tiến tới đi chị. Dạ. Đây sẽ mình sẽ quay đầu tiên những người đầu tiên. Đây mấy mẹ con cô thì nằm từ trước Tết mà vẫn có chưa có được về. Những vị khách đầu tiên của bếp cơm. Có những người thì có con nhỏ. Mình sẽ hôm nay thì sẽ quay toàn cảnh để cô chú anh chị chúng ta nắm được hình ảnh những người đi nhận cơm. Đó. Cái này thì ví dụ như hai người thì có thể sẽ múc nhiều hơn một chút. Rồi nếu mà một người đó thì múc ít hơn. Đại loại nó là như vậy. Ở đây các cô chú sẽ nhắc mọi người là chuẩn bị sẵn hai cái hộp ra. Vui lòng mở sẵn hai cái hộp ra cô. Một cái đựng cơm, cái đựng đồ ăn. Đây, ở đây thì chú tặng cam, mỗi người trái cam để uống nước, bồi bổ sức khỏe. Cô bị ung thư à? Ngày mai ra nhá, mai phát tiền cho người ung thư, mang giấy tờ đi theo, giấy tờ xạ trị ý cô. Rồi có một lượt với chú xe lăn. Good.
cảm ơn bà. Đấy, cảm ơn nhà hảo tâm nè. Cảm ơn chú bảy về mừng hồi nãy rồi. Dạ dạ. Rồi, ở đó là ở đây là các chú sẽ phát là bánh mì, nước suối, rồi chuối, và phát cả sữa chua nữa. Cô chú mình vui lòng cầm sẵn hai cái hộp ra tay nhá. Một cái đựng cơm, cái đựng đồ ăn. Cảm ơn mấy nhiều quá. Dạ, cảm ơn mấy cô chú. Chú ơi, hết hàng này cho đi ở trên lề chú nhé. Quá trời nhiều. Đây còn dài ra tới dưới này. Được, là chỗ này đứng được khoảng 4 hàng. Rất là trật tự nha các bạn. Đứng hàng trong cùng. Mỗi hàng dài chắc cỡ tới hơn 200 mét. Sài Gòn ngày nay chị. Mấy chị về hàng cuối cùng đứng nhá, về hàng thứ tư. Đi thẳng xuống, đi thẳng xuống dưới. Mấy chị nhận cơm về hàng trong cùng đứng. Chú nhận cơm vào hàng trong cùng đứng. Về cuối kìa. Cô Áo Hồng ơi, cô đẹp gái ơi,
vui lòng về hàng thứ tư đứng. Hàng thứ hai cô chú đứng dậy mà đi ở trên lề đấy nhá, đừng đi xuống dưới giúp con nhá, từ từ chờ ta đi đã cô, chờ ta đi bớt đã rồi mình đi. Mình đi ở trên lề thôi giúp con, không kẹt xe. Rồi xe lăn đi lên lấy luôn đi cho lẹ. Xe lăn đi luôn đi. Hàng thứ tư đứng mà về cuối rồi đứng rồi. Về hàng trong cùng sát với bức tường ấy. Các anh em chia nhau mỗi anh em một vị trí. Mấy cô chú cầm sẵn hai cái hộp ra tay nhá, một cái đựng cơm, một cái đựng đồ ăn, một cái bao xốp thì đựng bánh mì, nước suối, chuối rồi cam. Chú Mai còn ở đây không? Mai ra sớm nhá, có hồ sơ giấy tờ mang theo rồi con phát tiền. Tầm khoảng 9 giờ rưỡi có mặt chú nhá. Nãy cũng có cô là xin 3 phần, không phải là 3 phần mà xin thêm và có 3 người ăn. Thì cũng có cho thêm cô một chút.
Rồi, tiến tới, cảm ơn. Cô lấy bảo hiểm chưa? Có rồi chứ. Dạ. Lấy không là đem ra cho coi. Dạ. À, ở nhà sáng mơ cô đem ra cho. Vâng vâng, lần sau cô mang qua con coi nhé. Dạ dạ. Lấy cô đi khám được rồi. Đi khám được rồi chứ. Dạ. À vâng. Lấy khám là lấy được lần thuốc. À, à đi khám lấy được lần thuốc rồi. À. Lần sau cô đem ra cho. Vâng vâng. Uống cũng đỡ. À. Uống thuốc ở trên nhẹ bớt này. Dạ, nhẹ bớt. Cũng đỡ lắm. Cảm ơn em. Dạ, không có gì. Thì cứ chỉnh sửa cho đẹp gái đi. Con giới thiệu chồng Việt Kiều cho nhé. Chịu không? Dạ, già rồi đó. Dạ, dạ, cũng có những người thích người già. À. Cảm ơn em. Dạ. Cô là được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế. Thì sau đó bây giờ cô đã dùng cái bảo hiểm đó. Cô đi khám bệnh rồi. Thì... mai để cô sẽ mang cái bảo hiểm đến để mình kiểm tra lại. Cô bác cầm sẵn hai hộp ra tay đi ạ. Cô bác vui lòng cầm sẵn hai hộp ra tay, một cái bao xốp thì đựng bánh mì, nước suối, đựng chuối, đựng cam. Chú ơi, chú bỏ cầm sẵn hai hộp ra tay ạ. Dạ. Còn cái bao xốp này thì sẽ đựng cơ à, đựng chuối, nước suối rồi bánh mì, cam. Chú cầm sẵn hộp ra tay chú. Em mở sẵn nắp hộp ra em. Có cái bao xốp để đựng mấy cái đồ kia không? Không. Tới xin bà xin cái hộp à, xin cái bao xốp nhá. Đây còn hai hàng nữa. À rồi mời các cô chú hàng thứ hai đứng dậy đi ạ. Dạ. Mình cứ đi trên lề dùng con nhá. Mình cô bác đi trên lề dùng con đi ạ. Cái ngày nào mà không phát tiền ấy thì đỡ phải gào thét. Xin được cơm ấy thì ta sẽ mang sang đây để sắp xếp đậy cái nắp rồi để dành chiều ăn hoặc là ăn liền. Đây là rất gần với cổng bệnh viện các bạn. Thank you.
các cô bác ở nhà thương nhận cơm, nhận đồ ăn xong giờ chuẩn bị đi vô trong. Cơm, đồ ăn. Rồi, cảm ơn chú. Đây, cảm ơn chú đã bắt cầu để các nhà hảo tâm bên Thụy Điển gửi tiền về ủng hộ nè. Sư cô cũng ủng hộ luôn. Cảm ơn nhà tài trợ. Dạ, dạ, cảm ơn mấy cô chú. Cảm ơn nhà tài trợ ơi. Dạ. Em ơi, vui lòng xếp hàng đi, về hàng thứ tư đứng. Cuối hàng. Em gái vui lòng bỏ sẵn cái hộp ra em ơi. Cầm sẵn cái hộp ra tay đi. Cho nhanh. Bao xốp thì mình sẽ đựng bánh mì, nước suối, chuối, rồi cam. Hai cái hộp là mình đựng cơm, đựng đồ ăn. Dạ, rồi, cảm ơn. Em ơi, cầm sẵn hộp ra tay đi em. Không có lên làm không kịp đâu. Cô bác cầm sẵn hai cái hộp ra tay nhá, một cái đựng cơm, cái đựng đồ ăn. Còn cái bao xốp mình sẽ đựng là bánh mì, chuối, nước suối, canh, rồi một trái cam. Đi tay không là không có đựng được hết đâu. Cảm ơn, vàng vẫn còn nha anh kìa. Lấy cơm xong rồi lên nó lấy. Anh đưa dùm cho ông luôn được. Cái cảm ơn của ông chú này ông quên. Đây đây đây. Rồi đây đây đây. Rồi rồi. Ông quên sợ mất. Sài Gòn ngày nay Sài Gòn. Dạ. Này chưa có live về mới phát đúng không anh? Còn cơm nhiều lắm này, nhét cho đi cho người sao. Đó, cái mùi thịt rất thơm nha các bạn. Cũng
xin cảm ơn một nhà hảo tâm ẩn danh không nổi tên đã gửi tặng là 2 tấn gạo để nấu cơm dần. Lại cổng mua 2 hộp rồi tới xếp hàng ạ. Rồi cảm ơn cô. Ngày nào không bắt tiền là nó không có lộn xộn chứ gì ạ. Bắt tiền là nó lộn xộn lắm. Vâng. Tiền kiện cáo tùm lum ấy. À, mai mốt đừng cho tiền luôn đúng không? À. Cho báo em. Nay cũng khoảng trên 400 suất ăn. Ở về cuối hàng đứng hai bạn. Về cuối hàng đứng giùm em. Rồi, xin chào. Một số người đi bán vé số dạo cũng lại để xin cơm. Nói chung là cứ ai xếp hàng thì đều gửi tặng. Cơm từ thiện rất ngon nha. Dạ vâng, cảm ơn chị. Vâng. Anh trai phải có hộp đựng mình mới đứng vào đấy. Không có hộp đựng mình đi kiếm hộp. Không có phát. Phải mua hộp cơm mà mình còn làm được thì nhường cho những người kế tiếp, còn cái bọn em phát theo khẩu phần rồi. Mấy người làm được vậy nhưng mà không, em không thể cơm nó ít quá ăn này có dạ dạ nước, cái... mỗi người thì... nước uống ấy cái kia là không được một lấy nha em ơi. Rồi đây xếp hàng bé ơi, mình tập thói quen xếp hàng nhá. À rồi, chưa biết. Đây các bạn, những người cuối cùng rồi. Các cô chú sẽ dẹp mình nhận cơm là phải có đồ đựng. Chị có đồ đựng không? Có hộp bỏ ra tay. Em trai đi mua hộp đi rồi lại. Mua hộp để em. Dạ. Lộn xịt chuối rồi. Nó cho không phải là cắt chuối á.
Rồi tới đây thì Tuấn Dương xin tạm dừng video. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sư cô Quảng Như ở Thụy Điển ủng hộ 4.550.000, cảm ơn Phật tử Quảng Tâm ở Thụy Điển ủng hộ 10 triệu, cảm ơn cô Trần Châu Anh Thư ủng hộ 4 triệu để phát những cái phần thức ăn này chia sẻ với các cô chú anh chị ở bệnh viện Chợ Rẫy. Mở sẵn 5 hộp ra mấy cô chú. Dạ con chào chú. Dạ. Dạ thưa chú, là chú cũng đi nuôi bệnh hay sao? Chú đi khám bệnh. Chú đi khám bệnh. Dạ thì thưa chú, là chú từ đâu lên khám thưa chú? Ở Hóc Môn. Ở Hóc Môn thì chú thấy cái việc phát cơm như này, chú quan sát chú thấy sao chú? Quá là tình người. Quá là tình người. Dạ. Giúp đỡ những bệnh nhân. Dạ. Rồi, con cảm ơn chú nha. Dạ, dạ.